Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Cuộc sống hàng ngày của gia đình hay bà cháu Trang. Hôm nay mình muốn chia sẻ gửi đến với tất cả mọi người một món ăn dân dã của riêng gia đình nhà mình. Đó là món cá trôi chiên muối xả. Để biết cách chiên như thế nào thì mình cũng mời tất cả mọi người cùng tham khảo nguyên liệu cùng với mình nhé. Ở đây mình chuẩn bị là 3 khúc cá trôi. Mình đã sơ chế và rửa thấm khô như này rồi. Các gia vị đi kèm thì mình chuẩn bị ở đây là 5 củ sả, 1 ít lá lốt, 1 xìa cà phê, bột ngô, 1 cái lòng đỏ trứng gà. Và gia vị gồm có nước mắm, dầu màu điều, hạt tiêu, muối chua cay hảo hảo, nêm và bột ngọt. Bây giờ mình sẽ cho cá vào để đi ướp. Sau khi cá mình mua về, mình đã sơ chế sạch sẽ nhé. Mình rửa nước muối và rửa qua một chút nước chanh. Sau đó mình sẽ thấm khô như này thì cá của mình sẽ không bị tanh. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ướp. Đầu tiên mình sẽ cho đây một ít cả hạt tiêu. Rửa xìa cà phê bột ngọt. Rửa xìa cà phê hạt nêm. Tiếp đó là một xìa cà phê muối chua cay hảo hảo. Mình sẽ cho đây một xìa cà phê nước mắm. Hai xìa cà phê dầu màu điều. Mình cho dầu màu điều đây mình ướp, giúp cho cá của mình sẽ không bị khô và lên màu đẹp hơn. Tất cả mình sẽ đảo đều ướp trong vòng 15 phút nhé. Món cá chiên muối xả này thì mình không cứ gì phải cá tầm. Mình chiên với cá gì cũng được. Hôm nay mình đi chợ mua được con cá trôi quê ao rất chi là ngon. Cho nên là mình cái đầu thì mình sẽ nấu, còn cái mình này thì mình sẽ làm cái món cá trôi này chiên muối xả để thay đổi khẩu vị cho gia đình. Rất thơm mọi người ạ. Rồi, mình sẽ đảo đều và ướp trong vòng 15 phút. Trong khi chờ đợi cá thấm ngấm gia vị, mình sẽ đi thái sả và thái lá lốt. Lá lốt mình sẽ thái chỉ như này nhá. Tầm 1 cm. Chốc nữa mình sẽ chiên thì ngót là vừa. Sau đó mình sẽ đi thái sả. Bây giờ mình sẽ đi thái sả. Cái gốc này thì mình sẽ thái và băm nhỏ. Còn cái phần dưới này mình sẽ đập dập để chốc nữa mình phi thơm. Sẽ mình sẽ đập dập, xé nhỏ như này. Và mình cho hết cái lòng đỏ và trứng gà vào đây. Nhà mình có trứng gì thì mình sử dụng trứng đấy cũng được, trứng vịt cũng được mọi người ạ. Đảo đều cho trứng áo một lớp vào
với lại cái cá. Sau đó mình sẽ cho một xìa cà phê bột năng, bột bắp đấy, hay là còn gọi là bột ngô đấy. Cho một lớp mỏng vào, mình đem đi mình chiên. Sau cùng mình cho một xìa cà phê bột bắp vào đây. Đảo đều. Bắc bếp rán giòn. Mình cho một lượng dầu vừa phải vào chảo đây. Dầu nóng mình sẽ cho hết cái phần ngọn củ sẻ đập dập vào đây. Mình sẽ chiên sẻ và lá lốt trước. Sau đó mình sẽ lấy cái dầu của cái hương sẻ, hương lá lốt này mình chiên cá thì giúp cho cái cá sẽ rất chi là thấm ngấm và thơm. Rồi sẻ của mình đã vàng, mình sẽ vớt ra nhé. Đó mình sẽ cho lá lốt vào. Mình giảm lửa nhỏ đi một chút. Lá lốt của mình đã vàng, bây giờ mình sẽ vớt hết ra nhé. Mình cho lá lốt vào nhéo nhéo đi một chút như này là được. Nếu mà cháy quá thì hết cái vị thơm nha. Làm sao mà cho cái lá lốt của mình vẫn giữ được cái màu xanh như thế này mọi người này. Đó. Sau cùng mình sẽ cho cái phần sả băm vào đây, vị thơm. Bây giờ mình cho cái phần sả vào đây, phi vàng thơm lên nhé. Mình bây giờ đã thơm, ngả sang màu vàng. Giờ mình sẽ tắt bếp. Để đổ hết ra cái giá này, mình sẽ lọc lấy cái dầu ăn. Và cái sả này mình sẽ để riêng. Giờ mình sẽ cho cái phần dầu ăn lúc nãy mình lược ở cái phần sả với lá lốt nhé. Cho vào đây là mình chiên cho thơm. Cho thêm một chút dầu ăn nữa. Bây giờ dầu ăn nóng mình sẽ cho cá vào. Cho cá mình sẽ vặn là lửa ở cái mức dưới trung bình mọi người ạ. Chiên từ từ thì cá của mình sẽ ngoài thì giòn, trong thì mềm, không bị khô. Mình chiên sả với lá lốt trước đấy, mình lấy cái tinh dầu đấy mình chiên cá rất chi là thơm mọi người ạ. Đó, mình như thế này mình chiên từ từ ở lửa dưới trung bình, bao giờ vàng đều bốn mặt là được. Cá giờ mình đã chiên vàng,
mình sẽ tắt hết cá ra và tắt bếp. Thơm ngon hấp dẫn quá mọi người ơi. Sau cùng mình sẽ cho một lượt xả băm nhỏ phi thơm vàng lên chốc. Mình đã hoàn thành xong cái món cá trôi chiên muối xả cho gia đình nhà mình, thay đổi khẩu vị món ăn cho gia đình. Mọi người cứ thử theo cách của mình xem, rất chi là thơm ngon, dễ ăn lắm mọi người ạ. Rất chi là thơm, đưa cơm. Mình cũng đã hoàn thành xong cái món cá trôi chiên muối xả. Mình làm cách này thì thay đổi khẩu vị món ăn cho gia đình nhà mình. Nếu mà mọi người yêu thích cách làm riêng của gia đình nhà mình thì bổ sung vào thực đơn bữa cơm gia đình hàng ngày nhé. Mà cuối cùng mình cũng xin chúc tất cả mọi người một buổi chiều thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và ngon miệng bên mâm cơm gia đình. Mình xin hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.